Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Không biết là Tử Phúc đã trở về, vì vậy đem chuyện Tử Văn Trường lúc trước tới tìm mình nói lại một lần. Đạo Phong nghe xong thì lâm vào trầm mặc. Người gặp được, nếu như không ngoài ý muốn thì chính là Tử Phúc đó, Đạo Phong nhàn nhạt nói. Diệp Tiêu Dương liền nhíu mày. Làm sao mà người biết? Trong mắt của Đạo Phong hiện lên một tia cẩn kỳ quái. Ta nghe người ta nói tới đặc điểm của Tử Phúc cùng với hình ảnh của ngươi đã tả thì giống nhau, đặc biệt là hắn cũng là dùng phán quan bút đó. Diệp Thiếu Dương hít mạnh, cùng Nhuế Lanh Ngọc liếc nhìn nhau, có một loại cảm giác không biết nên nói cái gì cho tốt. Đạo Phong lại nói tiếp. Nếu như Tử Phúc cứu ngươi thì sự xuất hiện của hắn là vô hại đối với ngươi. Ngươi nhớ kỹ chuyện Tử Văn Trường giao phó thì tốt rồi, tạm thời không cần nghĩ nhiều chuyện này. Diệp Thiếu Dương đáp. Ta biết, hơn nữa nghĩ nhiều cũng vô dụng. Ta đối với hắn căn bản là hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết là hắn ở đâu nữa. Đạo Phong nói. Người đi về trước đi, trước lúc đi Tinh Túc Hải cho ta biết là được. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn gật đầu. Nhớ Lê Ngọc và Dương Công Tử cũng nói tái kiến, tiến đến đỡ Diệp Thiếu Dương, đồng thời hướng Đạo Phong mà nhìn. Đạo Phong cũng liếc nhìn nàng, hai người biểu tình cũng không có gì khác thường. Bất quá Diệp Thiếu Dương từ ánh mắt của bọn họ nhìn được một loại địch ý, âm thầm thở dài, cùng Nhuế Lanh Ngọc quay về chỗ đỗ xe. Lên xe, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Đạo Phong và Dương Công Tử vẫn đứng ở tại chỗ nhìn mình, hướng bọn họ phất tay, sau đó lên xe rời đi. Đạo Phong, người quá ích kỷ đó. Chờ Diệp Thiếu Dương đi rồi, Dương Công Tử mới hung hắc trừng mắt Đạo Phong. Ngươi luôn nhắm vào Lãnh Ngọc, cứ làm như vậy sẽ khiến Thiếu Dương khó xử. Nếu như hôm nay không phải là ta chặn lại, ngươi thật sự sẽ tạo ra sai lầm đó. Đạo Phong thở dài. Nếu như không phải ngươi cản ta, sau này khả năng sẽ giảm được rất nhiều phiền toái đó. Ngươi thật sự nghĩ rằng Lãnh Ngọc sẽ xuống tay đối với Thiếu Dương? Dương Công Tử nhíu mày. Không nắm chắc 10 phần, nhưng ta rất là hồ nghi là cô ta đó. Hoài nghi? Dương Công Tử hừ lạnh một tiếng. Vì ngươi hoài nghi liền giết nàng sao? Vạn nhất không phải là nàng, Thiếu Dương sẽ đau thương như thế nào đâu. Vậy vạn nhất là cô ta thì sao? Đạo Phong thu hồi lại ánh mắt, dừng ở trên mặt Dương Công Tử, nói chuyện tiết tấu thập phần thong thả. Cô ta có được tín nhiệm tuyệt đối của Thiếu Dương, cô ta nếu như xuống tay thì cũng vô cùng nắm chắc thành công. Nếu như chỉ là hoài nghi, ta cũng không thể để Thiếu Dương mạo hiểm như vậy. Dương Công Tử lắc lắc đầu. Người nói ý như vậy không đúng. Người nếu như giết Lãnh Ngọc, Thiếu Dương sẽ hận người cả đời. Chỉ cần hắn sống sót, muốn hận cứ hận. Đạo Phong không hề để ý. Người nhân gian đến quỷ vực, hắn luôn luôn đều bị người ta hiểu lầm, thù địch. Hắn trước nay không quá để ý. Tuy rằng Diệp Thiếu Dương là người hắn quan tâm, bất quá vì an toàn của Thiếu Dương thì hết thảy đều không quan trọng. Dương Công Tử hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi có biết Lãnh Ngọc quan trọng như thế nào đối với Thiếu Dương không? Nếu như nàng chết, hơn nữa vì hắn mà chết, với tính cách của hắn, vô cùng có khả năng hắn không gượng dậy nổi, có khi còn nhập ma đó. Ta biết, Đạo Phong nói, cho nên ta không động thủ. Dương Công Tử đáp. Nhưng người vẫn nghi ngờ nàng, người hiện tại tính thế nào?
nghĩ đến lời hắn nói lúc trước, thái độ thay đổi, tức khắc khẩn trương. Đạo Phong, có phải ngươi chỉ định an ủi Thiếu Dương, sau đó lẻn đi giết Lãnh Ngọc? Chuyện này không được. Đạo Phong lạnh nhạt nhìn nàng một cái. Ngươi nói giết Lãnh Ngọc sẽ hủy hoại Thiếu Dương, ta làm sao làm vậy? Chuyện ở Thanh Minh Giới kết thúc, ta sẽ chậm rãi xử lý sau vậy. Đạo Phong nhớ rõ, lần đầu tiên Diệp Thiếu Dương làm phép chiêu hồn, lần thứ hai là nguyên thần xuất khiếu. Nếu như thật sự là Nhuế Lãnh Ngọc thì cũng nói rõ là cô ta định giết Diệp Thiếu Dương khi hắn đang tập trung làm phép, vô pháp chú ý bên ngoài. Tránh tình huống này xảy ra một lần nữa, hắn đã có an bài. Trong khoảng thời gian này, hắn sẽ không có gì phải lo lắng. Chương 1923, kế hoạch hành động, phần 1. Dương Công Tử thở dài. Thiếu Dương và Lãnh Ngọc, ôi chào, là ta tin cảm tình của Lãnh Ngọc đối với Thiếu Dương, nhưng căn cứ vào châm ngôn mà sư phụ ngươi đã nói thì nhìn qua là không tốt lắm, khả năng là không đi được đến cuối cùng. Đạo Phong không lên tiếng. Dương Công Tử đi lên kéo tay hắn, lầm bầm lầu bầu. Là sư phụ của ngươi đó, cũng không nhảy ra can ngăn bọn họ. Điều đó chứng minh rằng ít nhất người cảm thấy nên thuận theo tự nhiên, để cho bọn họ tự giải quyết. Ngươi cảm thấy có lẽ sự tình không xấu như ngươi tưởng đâu. Cách làm của ta và sư phụ ta khác nhau, nhưng quan tâm đối với Thiếu Dương thì giống nhau. Sư phụ tương đối ôn hòa, nhưng một khi đề cập đến an toàn của Thiếu Dương và ngươi thì người vẫn cái gì cũng dám làm. Một trận chiến ở Huyền Không Quan người đã quên sao? Người không sợ chết, hơn nữa một thân tu vi bị hủy cũng muốn xuất đầu vì các ngươi. Nếu như Lãnh Ngọc thật sự sẽ thương tổn Thiếu Dương, người không có khả năng ngồi yên. Sư phụ ta đâu có phải là thần tiên, có một số việc người cũng không tính ra được. Dương Công Tử còn đang líu no nói chuyện, một bàn tay của Đạo Phong đã xé vỡ hư không, lôi kéo Dương Công Tử đi vào. Ô tô chạy trên đường, Nhuế Lãnh Ngọc đem tình huống sau khi hắn nguyên thần xuất khiếu nói lại một lần. Mới đầu không phát sinh chuyện gì, sau nàng cũng không biết làm sao, hẳn là có người cách không làm phép khiến cho nàng lâm vào hôn mê. Loại cảm giác lúc ấy giống như là bình thường, một giấc ngủ, ý thức phiêu phủ trong một mảnh hư không. Tuy rằng lên trên, lên lên xuống xuống, nhưng một bộ phận ý thức vẫn thanh tỉnh. Lúc ấy cảm thấy chính mình có thể là bị trúng yểm chú, không cách nào làm phép phá giải được. Sau đó nàng liền niệm tĩnh tâm chú trong lòng, lập tức thanh tỉnh, chú ý đến lực cản nào đó tự hồ như muốn chiếm lĩnh lấy thần thức của mình. Lúc ấy nàng gần như đã sắp thất bại. Lại nói thời điểm thật sự là mất mặt, ở trong một khắc kia ta nghĩ đến ngươi. Ta nếu như đối phương làm như vậy, khẳng định là không phải nhằm vào ta, mà là để thương tổn ngươi. Ta lúc ấy tưởng là vô luận như thế nào cũng muốn tỉnh táo, khả năng là phát huy tiềm năng, cho nên ta thành công đem lực lượng tà ác kia từ trong thần thức đuổi ra. Sau đó ta tỉnh lại, mở to mắt thì nhìn thấy một gia hỏa đứng ngay trước mặt. Thấy ta tỉnh lại thì lập tức tấn công ta. Ta cùng hắn vừa mới đánh thì Đạo Phong đã đến. Chuyện sau đó người đã biết. Lúc ấy ta cũng không biết tình huống của ngươi như thế nào, cho nên sau khi người kia đào tàu, chúng ta đều không có đuổi theo được. Diệp Thiếu Dương nghe vậy gật đầu. Tình huống của ta lúc ấy như thế nào? Thần thức của ngươi bị tập kích, lúc ấy nguyên thần mỏng manh, cơ hồ nguyên thần đều bị diệt. Đạo Phong vì ngươi mà làm phép, ta cũng không biết hắn dùng pháp thuật gì. Một lúc sau hắn bắt đầu nhằm vào ta. May là có Công Tử, bằng không ngươi khả năng thật sự không nhìn được thấy ta nữa. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Ta cũng không biết vì sao hắn cứ nhằm vào cô. Ta thầy hắn xin lỗi cô đó. Nhuế Lãnh Ngọc đáp. Kỳ thật ta biết ngươi rất khó xử. Chuyện này đối là người khác, ta đã sớm đánh nhau rồi, nhưng hắn dù sao cũng là sư huynh của ta, hơn nữa hắn rất tốt với ta. Cô cứ tin đi, ta từ từ thuyết phục hắn, tuyệt không để hắn gây thương tổn cho cô. Diệp Thiếu Dương nắm lấy một tay của nàng, đặt lên tay lái, yên lặng nhìn nàng. Tin ta, hắn muốn giết cô thì phải bước qua xác ta. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong lời hứa hẹn đặc biệt này, trong lòng cảm động, quay đầu liếc mắt ngó hắn một cái. Thiếu Dương, nói thật, ngươi đừng nghi ngờ, ta thật sự muốn tổn thương ngươi sao? Cô à? Diệp Thiếu Dương cười rộ lên,
Không có, một chút cũng không có. Thôi, về sau đừng nói cái này nữa, nếu không là cô không có tin ta. Nhớ Lan Ngọc hé miệng cười. Đúng rồi, nói có người công kích ta, cô có ấn tượng gì không? Nhớ Lan Ngọc nhớ lại một chút, nhíu mày. Hắn quay lại vội vàng. Ta không thấy rõ, chỉ nhớ mang máng, da mặt có vẻ vàng vọt, xanh xao lắm, rất gầy, cảm giác rất giống người đó. Nói xong một hồi, nửa ngày không nghe được Diệp Thiếu Dương có động tĩnh. Nhuế Lan Ngọc quay đầu nhìn. Diệp Thiếu Dương cau mày lạnh lùng, trên mặt biểu tình âm tình bất định. Vừa định mở miệng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nói. Chẳng lẽ là hắn? Là ai? Là kẻ lần trước ở Hạ Môn. Sau khi Đổ Vượng gặp ta thì gặp gia hỏa kia, cảm giác cũng giống không sai biệt lắm. Nhuế Lan Ngọc ngẩn ra một chút. Người nói không phải là Tử Phúc đấy chứ? Lập tức nhớ lại, nếu lúc trước đạo sĩ cứu hắn là Tử Phúc, vậy thì kẻ muốn hại hắn cư nhiên thì không phải. Người còn nhớ rõ tướng mạo có đặc thù gì không? Diệp Thiếu Dương tiếp tục hỏi. Nhuế Lan Ngọc suy nghĩ một chút đáp. Tướng mạo thì không dễ hình dung, hay là ta vẽ đại khái cho ngươi xem. Cô biết vẽ tranh á? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Nhuế Lan Ngọc cười cười, dứt khoát đem xe dừng ở ven đường. Trong túi sách lấy ra một quyển sổ, trực tiếp dùng bút chì vẽ. Chỉ chốc một lát công phu đã vẽ xong. Tuy rằng bút chì cũng không hợp dùng để vẽ tranh, nhưng kỹ xảo vẽ của Nhuế Lan Ngọc rất cao. Ít ỏi vài nét bút liền vẽ ra đặc thù trên tướng mạo. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, lập tức hít một hơi lẩm bẩm. Không sai, chính là hắn. Hai người nhìn nhau, đáy lòng đều là một vấn đề, cảm thấy hoang mang. Người này đến tột cùng là ai? Một lần trước lúc hắn đột ngột xuất hiện, chỉ là thử thực lực của ta, cũng không hạ sát thủ. Lần này vì sao đột nhiên lại muốn giết ta? Không lẽ nào? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhuế Lãnh Ngọc nói, có lẽ người phân tích không sai, có thể hắn chính là người của công hội pháp thuật. Lần đầu tiên là thử thực lực, phát hiện người là đối thủ khó nhằn, cho nên vẫn luôn theo dõi người, tìm cơ hội xuống tay. Lúc người nguyên thần xuất khiếu, đương nhiên là cơ hội tốt nhất. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, ngay sau đó lắc đầu thở dài. Thôi, những chuyện này đều là tưởng tượng không ra được. Dù sao binh đến tướng chặn, nếu như bọn họ đã theo dõi ta, sớm muộn gì cũng sẽ tới chính diện đánh nhau với ta. Dù sao người thường ngày vẫn phải phòng bị một chút. Lúc trước ngươi còn bảo ta nguyên thần xuất khiếu cùng ngươi, may là ta không đi đó. Hey, là lão bà cứu ta một mạng. Diệp Thiếu Dương ngây ngô cười. Nhuế Lan Ngọc chừng hắn một cái, một lần nữa nổ máy ô tô chạy vào nội thành. Ngươi lần này thăm dò xào huyệt của Ma Cà Rồng có thu hoạch được gì không? Diệp Thiếu Dương tựa lưng vào ghế, nghĩ nghĩ, cảm khái. Đám Ma Cà Rồng kia cơ bản là không lợi hại bằng tà vật ở chỗ chúng ta. Bất quá một điểm này, đại bộ phận tà vật ở đây đều đuổi không kịp. Nhớ Lãnh Ngọc vừa nghe liền hứng thú. Là cái gì vậy? Là dạo oai đó, rất biết hưởng thụ. Một khu nhà xưởng hoang tàn như vậy, nhưng phòng của hai boss trang hoàng không khác gì hoàng cung, lại còn có cả hầm rượu. Bên trong tất cả đều là những rượu vang đỏ, thật là mê say đó. Chương 1924, kế hoạch hành động phần 2. Nhớ Lãnh Ngọc vừa nghe liền cười cười. Ma Cà Rồng vốn tự xưng là quý tộc, cho rằng mình cao ngạo hơn một cấp bậc so với nhân loại. Tính từ miêu tả về bọn họ chính là ưu nhã. Bất quá người nói rượu vang đỏ có thể không phải là rượu đâu, mà là máu tươi đã qua xử lý đó. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn nàng. Ma Cà Rồng chân chính sẽ không trực tiếp uống máu tu luyện. Bọn họ cảm thấy trong máu tươi có tạp chất ảnh hưởng đến tu luyện, cho nên bọn chúng đều là uống máu đã được xử lý, dùng một ít công nghệ đặc thù mà chế tác. Lúc đó, máu trở thành một loại chất dinh dưỡng thuần túy, có thể trực tiếp được hấp thu, không có bất luận tạp chất, cũng không có mùi máu tươi, nhìn qua giống như là rượu vang đỏ. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn nàng. Quá trình gia công này thật là phức tạp chứ? Đương nhiên, hơn nữa chi phí rất lớn, cho nên tính ở trong Ma Cà Rồng, chỉ có thân phận quý tộc mới có tư cách hưởng thụ như vậy. Chắc không được. Thân phận địa vị của Lion Vương Tử thì không ai so với hắn có tư cách hưởng thụ này hơn. Trong giây lát, Diệp Thiếu Dương trong đầu hiện lên một ít hình ảnh, cả người hắn run rẩy, ngây dại. Trở về biệt thự, đám Lâm Tam Sinh lập tức tiến tới dò hỏi sự tình đã trải qua và tiến triển như thế nào.
Diệp Tiêu Dương bảo Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi nói, chính mình đi vào phòng điều tức. Qua Qua ở một bên hộ pháp. Một hơi điều tức ba đại chu thiên, Diệp Tiêu Dương tự mình cảm thụ. Lực lượng của nguyên thần đã khôi phục khá tốt, chỉ còn kém một chút, lại ngủ một giấc là sẽ tốt thôi. Đi sang phòng khách, phát hiện mọi người đều đang ngồi thảo luận sự tình. Liếc mắt đảo qua, nhìn thấy một gương mặt gần đây không hay xuất hiện, sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm vào Tuyết Kỳ. Cô tới khi nào vậy? Tuyết Kỳ đáp, Vũ Tình để cho ta tới. Chính là cô không có thời gian, bảo ta qua đây xem các ngươi tiến hành thế nào, về nói lại với cô. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, dù sao cũng là người một nhà, không cần phải khách khí. Ngồi bên cạnh Nhuế Lễ Ngọc, Lâm Tam Sinh lập tức dò hỏi chi tiết. Rốt cuộc thăm dò xào huyệt Ma Cà Rồng là một mình Diệp Thiếu Dương đi, cho nên có rất nhiều chi tiết Nhuế Lễ Ngọc cũng hiểu không rõ. Lâm Tam Sinh cảm thấy hứng thú nhất vẫn là sự xuất hiện của Tử Phúc, thậm chí là còn kích động. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể hiểu. Nếu như xác định người cứu mình trong nguy nan là Tử Phúc, vậy thì lời lúc trước của Tử Văn Trường đã được chứng thực. Quan trọng nhất là Tử Phúc cứu mình, mặc kệ hắn dùng từ mục đích gì, ít nhất có thể xác định hắn đối với mình không có địch ý. Nó không chừng sẽ còn những lần gặp tiếp. Lâm Tam Sinh cảm giác hy vọng xuyên qua thời không của mình để tăng thêm vài phần. Có thể nào mà không kích động đây. Thiếu Dương ca, ngươi thật sự muốn triển khai hành động trước sao? Tấn công vào xào huyệt của bọn họ. Diêu Mộng Khiết tự hồ có chút khẩn trương, bưng lên ly rượu vang đỏ, uống một ngụm. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nếu như ta nhìn đến chính là toàn bộ bọn họ, thì cũng không phải cường đại đến mức không thể thắng. Diêu Mộng Khiết nói, ta không biết đội hình của bọn họ thế nào, nhưng cũng không sai biệt lắm là toàn bộ. Nơi này rốt cuộc đâu phải là châu Âu, bọn họ không có cách nào đem thủ hạ mang đến đây hết. Diệp Thiếu Dương thầm chấp nhận, nghĩ may mắn là như vậy. Đây gọi là cường long không áp nổi địa đầu xà. Nếu như ở đây là châu Âu, muốn diệt hết một gia tộc Ma Cà Rồng tựa hồ là nằm mơ. Đúng rồi, Thiếu Dương ca, còn một vấn đề. Diêu Mộng Khiết nói, Lion sẽ có dùng phương pháp của nhân loại đối phó với người đó. Diêu Mộng Khiết nói xong, Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi nàng, là phương pháp của gì của nhân loại? Ta nói là súng ống, là Ma Cà Rồng luôn tương đối bài xích với văn minh hiện đại. Nhưng vì thủ thắng, cho nên chúng sẽ không từ thủ đoạn. Rốt cuộc ngươi cũng là người sống, muốn giết ngươi dùng súng ống so với dùng cái gì cũng không có phương tiện tiện hơn được. Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người xung quanh, Nhuế Lãnh Ngọc nói, cô nói không sai đâu, bất quá lại sự tình này cũng chỉ có thể cẩn thận một chút, không còn biện pháp khác. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cũng giống như vậy. Kế tiếp mọi người bắt đầu thương lượng chiến thuật cụ thể. Diệp Thiếu Dương cùng bọn họ nói thành quả của Lão Quách, mọi người tấm tắc khen. Qua Qua, người đi âm dương ti hỏi mọi người một chút, ai đêm mai có thời gian cùng nhau lại đây tham gia hành động. Đến tỉnh thế này cũng không cần che giấu thực lực. Qua Qua đi rồi, mấy người lại tiếp tục thương lượng, chủ yếu là Lâm Tam Sinh và Nhuế Lãnh Ngọc. Hai người giống như là hai quân sư chủ đạo, rất nhanh đạt thành nhất trí. Cái gọi là chiến thuật chính là bám theo Leon, tiêu diệt hết những tà vật thủ hạ của hắn, sau đó vây công giết hắn. Chào thần vương, ta có thể chống đỡ được, nhưng là Leon thì... Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người xung quanh, ta cảm giác dù là tất cả mọi người cùng tiến lên cũng không nhất định ngăn được, càng đừng nói là muốn chia ra nhân thủ đối phó những tà vật khác nữa. Lâm Tam Sinh cũng gật đầu nói, đây là vấn đề lớn, chỉ cần ra tay thì nhất định phải tiêu diệt được Lion và Trao Thân Vương, bằng không là hoàn toàn uổng phí đấy. Tiểu binh đối phó với bọn họ mà nói không đáng giá. Nhớ Lanh Ngọc cũng nói, Thiếu Dương, Đạo Phong không phải đã nói Nam Cung Ảnh sẽ đến hỗ trợ sao? Nếu như có hắn hỗ trợ, tự nhiên có thể bám trụ được Lion. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cũng không biết là hắn có thể tới hay không nữa. Nếu như Đạo Phong nói vậy, hẳn là sẽ không thành vấn đề. Chúng ta tạm thời có thể tính là có hắn đi. Tính cả Nam Cung Ảnh, tình thế lập tức liền khác nhau. Diệp Thiếu Dương cảm thấy lần hành động này ít nhất có đến 7 phần thắng. Bất quá Nhuế Lãnh Ngọc lại cau mày, vẫn luôn tự hỏi một vấn đề, lẩm bẩm, Thiếu Dương, hôm nay là toàn thân mà lui, Lan và bọn Trao khẳng định là sẽ đoán được chúng ta sẽ tấn công xào huyệt. Nếu như bọn họ không đi, vậy hiển nhiên cũng sẽ làm một ít ứng đối. Vì vậy mình tranh thủ điều kiện có lợi, bọn họ sẽ làm như thế nào?
Những lời này nói ra, mấy người nhìn nhau đều không nói. Mỗi người đứng ở lập trường đối thủ mà tự hỏi. Nhưng thật sự là không thể tưởng tượng Lion sẽ ứng đối với bọn họ tấn công như thế nào nữa. Nghĩ đến cuối cùng cũng chỉ có hai con đường. Một là đào tàu, hai là cá chết lưới rách, đánh một trận. Cuối cùng không còn gì để bàn, mọi người lần lượt đi nghỉ ngơi. Thần thức của Diệp Thiếu Dương vốn trọng thương cho nên cũng cần phải ngủ một giấc để khôi phục. Vì vậy về phòng của mình để đi ngủ. Đêm nay không còn chịu bất luận quấy rầy gì, Diệp Thiếu Dương ngủ một giấc đến hừng đông. Tỉnh lại thì tinh thần rất tốt. Rửa mặt xong đi ra ngoài, lúc này phát hiện phòng khách đầy người. Bọn tiểu đồng bọn ở Âm Dương Ti cũng đều tới, khiến cho phòng khách vốn rộng như vậy bị tràn đầy cả ra. Diêu Mộng Khiết cũng là lần đầu tiên thấy một số lượng người như vậy, trợn mắt há mồm đứng một bên. Ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương phức tạp. Từ lúc bắt đầu nàng nghe Diệp Thiếu Dương nói còn thực lực che giấu, lại không nghĩ tới hôm nay mới được nhìn, nguyên lai cũng là nhiều người giúp đỡ như vậy. Chương 1925 Đại Sát Khí phần 1. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, ngoại trừ Tranh Tử thì mọi người đều đông đủ. Qua Qua tiến lên giải thích, Tranh Tử có chuyện trong người tạm thời không tới, bất quá sẽ cố gắng trước lúc họ hành động sẽ có mặt. Diệp Thiếu Dương nhìn, mọi người cũng đều nhìn hắn chằm chằm. Diệp Thiếu Dương hắng giọng định nói vài lời tuyên bố hùng hồn, hoành tráng để ủng hộ nhân tâm. Nhưng mà ấp úng nửa ngày, phát hiện chính mình thật sự cũng không giỏi phương diện này, tức khắc có chút xấu hổ, quay đầu nói với Lâm Tam Sinh. Quân sư, người đến đây đi, nói mấy lời của Vũ Đại Khái đi. Lâm Tam Sinh lên tiếng đơn giản. Hành động ngày hôm nay chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại. Đám người Âm Dương Ti đều là những gia hỏa không an phận, một đám đôi mắt hưng phấn, xoa tay hầm hè. Ê quân sư, tổng kết rất là tốt, lời ít ý nhiều. Diệp Thiếu Dương nói thêm một câu nữa, ai cũng không được phép bị thương. Diệp Thiếu Dương dẫn bọn hắn vào phòng nói kế hoạch của mình, mọi người tự nhiên không có ý kiến. Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương nghe thấy một âm thanh mềm mại, quay đầu vừa thấy là Phượng Lạc. Nàng hiện tại cũng ở Âm Dương Ti, vì vậy thuận tiện đi đến nhìn một chức vụ. Âm Dương Ti hành động, nàng tự nhiên cũng tham dự. Ê, cô có điều gì muốn nói? Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn đối với Phượng Lạc vẫn tương đối là khách khí. Phượng Lạc hơi cúi đầu nói, ta không có gì muốn nói, chỉ là ta nghe quân sư nói ngươi gặp Tử Phúc. Diệp Thiếu Dương lập tức minh bạch, mục đích nàng lưu lại ở Âm Dương Ti vốn chính là tìm kiếm Tử Phúc để dò hỏi tin tức về tình lang của mình. Khi nghe được tin tức về Tử Phúc, tự nhiên là kìm nén không được. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, ta hiểu tâm tình của cô, bất quá ta không xác định đó là Tử Phúc. Nếu như là thật thì hắn cùng ta cũng không chân chính tiếp xúc. Nếu như sau này có cơ hội gặp, ta nhất định sẽ giúp cô hỏi hắn, hoặc là tìm người lại đây để chính cô hỏi. Phượng Lạc cắn môi gật đầu. Diệp Thiếu Dương từ trong phòng đi ra, tiếp Nhuế Lanh Ngọc và Tứ Bảo cùng đến nhà lão Quách. Diêu Mộng Khiết duỗi đầu hướng phòng ngủ của hắn nhìn tò mò, ngươi cùng thủ hạ kê của ngươi đâu? Thời điểm cần xuất hiện sẽ xuất hiện đó. Diệp Thiếu Dương thần bí cười cười. Diêu Mộng Khiết trong lòng vô cùng tò mò nhưng không hỏi tiếp, cùng đi với bọn họ lái xe đến cửa hàng quan tài của lão Quách. Trên đường, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Trương Tiểu Nhị và Diệp Tiểu Manh, bảo các nàng cũng đến cửa hàng hội họp. Nhớ Lên Ngọc đột nhiên nghĩ đến điều gì. Đúng rồi, Thiếu Dương, sao ngươi không tìm tiểu cửu của nhà ngươi tới? Tiểu cửu của nhà ta hả? Diệp Thiếu Dương cười cười, nàng gần đây ở Thanh Minh Giới, giúp ta sưu tập tình báo, cũng rất là bận. Ta dự định đến lúc thật sự hành động thì bảo Qua Qua đi gọi nàng. Nếu như cần thiết. Nhớ Lãnh Ngọc nói, kỳ thật ta cảm thấy lực lượng hiện tại của chúng ta vậy là đủ. Tiểu cửu ở Thanh Minh Giới, thay ngươi và Đạo Phong xử lý chuyện khác, vậy không cần nàng phải qua đây. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, trong lòng có chút không tin, thuận miệng. Cái gì mà thực lực của chúng ta vậy là đủ?
Nhớ lấy Ngọc biểu tình không được tự nhiên nói: đêm qua Nam Cung Ảnh tới tìm ta. Tìm cô? Đêm qua? Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi dậy nhảy dựng lên. Có thể là Đạo Phong báo cho hắn biết vị trí của chúng ta cho nên mới tìm. Vậy vì sao cô không đi tìm ta? Hơn nữa lại là buổi tối. Diệp Thiếu Dương buột miệng thốt lên. Nhớ lấy Ngọc nhìn phản ứng của hắn nhịn không được cười rộ. Hắn nói lần đầu tiên là đi tìm ngươi, kết quả ngươi ngủ rồi. Hắn không nghĩ sẽ đánh thức ngươi, liền đi dạo, sau đó vừa vặn gặp ta. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Tối hôm qua chính mình tuy quả thật là rất buồn ngủ, ngủ cũng sâu, nhưng ở trong phòng cũng làm không ít an bài. Một khi có tà vật tiến vào, không thể nào mà không phát hiện. Dù là Đạo Phong tới, cũng không thể khống chế pháp khí không phản ứng. Nếu như nào lời của Lãnh Ngọc là thật, vậy vấn đề này đúng là đánh giá cân nhắc một chút. Bất quá trước mắt, Diệp Thiếu Dương quan tâm chính là Nam Cung Ảnh nói gì, lập tức hỏi Nhuế Lãnh Ngọc. Hắn chưa nói cái gì cả, chỉ cho ta một viên linh châu, bảo lúc nào chúng ta đến địa điểm hành động thì bóp vỡ, sau đó hắn có thể cảm giác vị trí của chúng ta, đi đến hỗ trợ. Hắn nói chuyện này ngươi không cần phải cảm tạ, hắn không phải là giúp ngươi mới tới. Vậy là vì giúp cô? Nhớ đến Ngọc trừng mắt một cái. Nói cái gì? Hắn nói là hắn nghe Đạo Phong kể, cho nên rất muốn tới đánh nhau mấy vương tử kia. Hắn không biết cái gì là ma cà rồng, nhưng chỉ cần là cường giả hắn đều có hứng thú đánh một trận. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Tuy Nam Cung Ảnh cùng mình tiếp xúc không nhiều, nhưng thông qua hành động của hắn thì mình cũng có thể đoán được đại khái cách hắn làm người. Gia hỏa này thực sự là loại võ si giống như Âu Dương Phong trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Đối với chuyện gì cũng không có hứng thú, phòng chừng 8 phần cũng không có quan niệm gì về thiện ác, chỉ là thích chiến đấu, không ngừng khiêu chiến. Bất kỳ đối thủ nào có thể bị hắn nhìn trúng. Lúc trước nhất quyết tìm Đạo Phong đánh nhau, xong lại cùng Đạo Uyên chân nhân đại chiến, người từ nhân gian đánh đến tận quỷ vực. Trận chiến ấy cũng chấn động thiên hạ, bất quá nói đến động cơ cũng rất buồn cười. Hai người này căn bản là không có mâu thuẫn, thậm chí cũng không có quen biết, đánh nhau đều chỉ là vì tranh tài. Với tính cách như vậy, hắn đối với Lion Vương Tử cảm thấy hứng thú cũng là chuyện đương nhiên. Hắn nói kết vậy, sau đó đi rồi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương, cố ý cường điệu một chút. Diệp Thiếu Dương có điểm khó chịu, cái này cũng không thích hợp. Nửa đêm chạy đến phòng của phụ nữ, thật là không lễ phép mà. Nhuế Lãnh Ngọc hướng hắn, nhếch miệng, cũng chẳng muốn nói gì nữa. Diệp Thiếu Dương trong lòng phân tích một chút thực lực của hai bên. Nếu như Nam Cung Ảnh có thể cầm chân được Lion Vương Tử, chỉ cần có thể đánh ngang tay, như vậy cuộc chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Tưởng tượng như vậy, cảm giác gấp gáp trong nội tâm lập tức bớt đi. Đến cửa hàng quan tài của lão Quách, đợi một lúc thì Diệp Tiểu Manh và Trương Tiểu Nhị cũng tới. Nghe Diệp Thiếu Dương nói hôm nay sẽ là quyết đấu, cố ý tìm các nàng đến hỗ trợ, hai muội tử đều rất hưng phấn, quyết định dò hỏi nhiệm vụ được phân công. Diệp Thiếu Dương từ tay của lão Quách lấy ra một bình phun thuốc bảo vệ thực vật đưa cho Trương Tiểu Nhị, sau đó giúp nàng đeo lên, trong tay cầm hai khẩu súng nước. Hình ảnh này nhìn qua vô cùng hài hước, mọi người nhịn không được che miệng cười rộ lên. Trương Tiểu Nhị có điểm dở khóc dở cười, cạn lời mà nói: sư phụ, sao ta cảm giác mình giống như nhà vũ hành vũ trụ vậy? Ta đây là đang đeo tên lửa phi hành sao? Tứ Bảo cười ha hả: cô bóp cò súng không buông thì có thể bay lên đó. Lão Quách tiến lên cùng Trương Tiểu Nhị nói tác dụng và nguyên lý hoạt động. Trương Tiểu Nhị nghe xong thì thất vọng vô cùng. Nàng phát huy phong cách của nữ hán tử, một bên nhéo cổ áo Diệp Thiếu Dương lớn tiếng: sư phụ, người ta hưng phấn đến, sư phụ bảo ta làm cái này như là đi làm ruộng vậy. Chương 1926 Đại khai sát khí phần 2. So với cô nghĩ thì chơi sướng hơn nhiều. Cô tưởng tượng vài người cùng nhau xạ kích, đem ma cà rồng bắn bùm bùm, sau đó điên cuồng mà dẫm đạp. Cảnh tượng này chơi rất vui có đúng hay không? Diệp Thiếu Dương từng bước dẫn dắt. Mấy chữ chơi sướng hơn nhiều đả động đến Trương Tiểu Nhị. Cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thực cũng có ý tứ. Lúc này mới hớn hở tiếp thu. Lão Quách tổng cộng làm ra 4 thiết bị. Chính mình một cái, còn 3 cái Diệp Thiếu Dương chia cho Trương Tiểu Nhị, Diệp Tiểu Manh và 1 cái cho Tạ Vũ Tình. Tìm các nàng qua đây cũng là vì các nàng pháp lực không đủ thâm hậu,
nhưng cũng đã từng gặp qua những trường hợp lớn. Nếu như mà nhìn thấy ma cà rồng hoặc người sói sẽ không quá luống cuống. Còn đám lãnh ngọc thì tự nhiên là có nhiệm vụ nặng nề hơn. Lão Quách mang tới thất vĩ ngô công đầu bẹp. Sau đó tất cả mọi người cùng Diệp Thiếu Dương đến khu biệt thự. Ở bên nhau thương lượng kế hoạch cụ thể. Vạn nhất đã chuẩn bị, Diệp Thiếu Dương gọi điện cho Tạ Vũ Tình, sau đó cùng nhau xuất phát. Diêu Mộng Khiết đã sớm an bài mấy chiếc xe chở bọn họ tới địa điểm chiến đấu. Nàng tự mình lái một chiếc chở Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc. Vốn dĩ Diệp Thiếu Dương là không muốn nàng đi, miễn cho đến lúc vướng chân vướng tay. Nhưng Nhuế Lãnh Ngọc đưa ra ý kiến, nếu như Lion Vương Tử tương kế tự kế, thừa dịp chính mình đi tấn công xào huyệt, lén hại Diêu Mộng Khiết, vậy thì kết quả vô cùng đáng sợ. Vì vậy dứt khoát đem nàng theo ở bên cạnh. Ở trên đường, Diêu Mộng Khiết vẫn luôn cau mày lo lắng, trầm mặc hồi lâu, nhịn không được hỏi: Thiếu Dương ca, chúng ta có thể thành công hay không? Diệp Thiếu Dương gật đầu, lấy ra một mặt trang sức bằng cây huyết thạch, bảo Diêu Mộng Khiết mang trên người. Đây là ta tự mình khai quang, ít nhất có thể giúp cô đỡ được một lần tập kích. Đến lúc thực sự đánh nhau cũng vô pháp quan tâm đến cô, chính là cô nên cẩn thận một chút. Diêu Mộng Khiết nhận, đeo lên cổ. Sắp đến nhà xưởng, trong lòng của Diệp Thiếu Dương không khỏi cũng khẩn trương, duỗi tay cầm tay Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn: Ta đã đặt trước khánh công yến, 3 giờ sau sẽ bắt đầu, tiền cũng đã trả. Diệp Thiếu Dương mỉm cười: Cô nói làm cho ta hiện tại thấy đói vô cùng đó. Vậy mau một chút về ăn cơm, ta buổi chiều còn hẹn thợ ảnh chọn ảnh cưới đó. Ảnh đã chụp xong nhanh như vậy sao? Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu: Trước chọn, sau đó họ mới bắt đầu chỉnh sửa. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi: Chiều hôm tới ta với cô đi. Hai người nhìn nhau cười cười, xe vẫn tiến về phía trước. Cho đến khi từ xa xa nhìn thấy nhà xưởng, Diệp Thiếu Dương trực tiếp dừng xe. Mấy chiếc xe cũng nhau cùng nhau dừng lại. Diệp Thiếu Dương trong WeChat đã phát định vị cho Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình tỏ vẻ là mình đang trên đường, rất nhanh sẽ tới. Kết quả không được bao lâu thì có 3 chiếc xe cảnh sát đuổi theo. Trong đó một vẫn là xe taxi, bên trong ngồi đầy người. Xuống xe, Diệp Thiếu Dương đem bình phun cuối cùng đưa cho Tạ Vũ Tình, dạy nàng cách dùng. Gọi tất cả mọi người tập trung lại, cẩn thận dặn dò, sau đó cùng nhau men theo rừng cây nhỏ ở ven đường, đi về phía nhà xưởng. Nhớ Lê Ngọc cũng bóp vỡ Ngọc Châu mà Nam Công Ảnh đưa. Tới nhà máy ở bên ngoài, có thể từ xa nhìn đến, cất giấu ma cà rồng, làm cho mọi người tản ra, theo từng vây, di chuyển sang hai bên, sau đó vượt qua hàng rào. Diệp Thiếu Dương đem Diêu Mộng Khiết giao cho cảnh sát bảo hộ, mình cùng đám Nhuế Lãnh Ngọc và Lão Quách chạy vội đến dưới lầu. Lão Quách từ trong cái túi khổng lồ đằng sau lưng lấy ra một bó dây thừng, mình cầm một đầu khác ném cho Diệp Thiếu Dương, sau đó đứng ở dưới chân tường. Diệp Thiếu Dương nắm lấy đầu dây thừng, dọc theo đường chạy vòng quanh. Nhuế Lãnh Ngọc quan sát, trong tay cầm 2 túi pháp dược là châu sa, là thành phần chính, bôi lên trên dây thừng. Tạ Vũ Tình, Trương Tiểu Nhị và Diệp Tiểu Manh đứng ở xa, tay cầm súng lục, phụ trách mấy cửa sổ. Theo như Diệp Thiếu Dương phân công, chỉ cần có ma cà rồng hoặc người sói ý đồ lao ra thì lập tức bóp cò, nhưng nhất định là phải đảm bảo dây thừng hoàn toàn bao vây quanh tòa nhà. Dây thừng vòng qua các cửa sổ ở tầng 1, phía trên được bôi các loại pháp dược mà Lão Quách tỉ mỉ phối chế, có thể áp chế tà vật bình thường. Nếu như có tà vật từ cửa sổ chạy ra sẽ bị dây thừng đánh bật lại. Tuy rằng pháp dược ở phía trên sẽ nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 phút, bất quá cũng coi như là rất khó có được. Mục đích như vậy là làm cho tà vật trong nhà không thể nào từ cửa sổ mà nhảy ra. Cứ tứ tán công kích như vậy, vây khốn cảnh sát hoặc là chạy trốn. Phương diện làm cho đám Diệp Thiếu Dương tập trung công kích. Diệp Thiếu Dương chạm vào dây thừng, dọc theo nhà lầu vòng đủ một vòng, đem đầu dây giao cho Lão Quách buộc lại, sau đó dẫn mọi người lướt nhanh đến lối vào cửa chính. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu đi vào, giơ tay phóng ra địa hỏa phù đối với một đám rơi máu ở trên đỉnh đầu. Địa hỏa gặp tà khí lập tức kích hoạt bốc cháy, lan tràn nhanh chóng trong đám rơi máu. Đây là ban ngày, đám rơi này cơ bản đều đang ngủ, cho nên phản ứng cực kỳ chỉ đột. Đợi đến lúc phát hiện ra nguy hiểm, vội bay lên thì cơ bản đã bị thiêu cháy. Đám tà vật cấp thấp này vốn dĩ tu vi không có gì đáng nói,
bị thiên hỏa thiêu đốt, rào rào ngã xuống đất. Có một ít rơi máu, có màu đậm hơn, còn có thể ở trên không trung bay một lúc mới loạn choạng rơi xuống. Cánh vẫn vùng vẫy, nhưng trên cơ bản chỉ còn một con đường chết. Một số rơi máu vẫn cố vùng vẫy ở trên không trung, va chạm vào đám rơi khác, khiến cho địa hỏa càng bùng cháy dữ dội. Nhiên liệu của địa hỏa phù chính là tà khí, bởi vậy khi con rơi bị ngọn lửa vây dính sẽ giống như ôn dịch lan tràn, nháy mắt khiến tất cả lũ rơi khác bị lây nhiễm. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương cũng đang không ngừng chạy vội, đem địa hỏa phù đã chuẩn bị không ngừng đánh về xào huyệt rơi máu ở trên đỉnh đầu. Gặp rơi máu to một chút liền dùng tiền ngũ đế bắn chết. Khắp nơi vang lên tiếng chi chi, không ngừng có rơi từ cửa sổ bay ra bỏ trốn. Qua Qua đã sớm huyễn hóa ra chân thân, ở trên không trung bay lên bay xuống giết hết cái đám cá lọt lưới. Diệp Thiếu Dương một mở mạch chạy đến cầu thang đi thông lên lầu 2. Tà vật ở phía trên bị kinh động, mấy người sói dẫn đầu lao xuống. Diệp Thiếu Dương rút ra câu hồn tác, vung lên đánh. Một giây giải quyết mấy người sói cấp thấp. Bất quá tà vật từ trên lao xuống cuồn cuộn không ngừng, trên cơ bản đều là ma cà rồng và người sói. Lúc này Diệp Tiểu Manh, Trương Tiểu Nhụy cũng chạy tới, tay cầm súng nước cùng nhau phun, kiểm nghiệm xem tác dụng của nước tỏi đối với ma cà rồng. Diệp Thiếu Dương mượn ánh sáng từ cửa chiếu vào, chăm chú nhìn. Ma cà rồng bị nước tỏi bắn trúng thì lập tức giống như bị rút gân, co giật tại chỗ. Động tác này khiến cho Diệp Thiếu Dương nhớ tới tin tức đến điệu nhảy cuối cùng, giới vũ mà gần đây rất phổ biến. Lũ ma cà rồng trước mắt bị nước tỏi phun, co giật rất giống một đám đang nhảy giới vũ, chỉ là nhảy nhảy rồi ngã trên mặt đất không đứng dậy được. Một khẩu súng bắn nước khác phun ra pháp dược được trộn lẫn máu chó mực. Đối với những người sói này thì lực lượng sát thương càng cường đại. Chương 1927, Đại Sát Khí, phần 3. Hai người không ngừng bắn, đám người sói và ma cà rồng lao xuống đầu tiên. Tình cảnh thật hài hước, khiêu vũ, rút gân, không ngừng ngã trên mặt đất, thi thể xe theo cầu thang mà lăn bềnh bạch xuống. Trời vui thật, quả thật là vui. Tiểu Nhụy hưng phấn đến đôi mắt tỏa sáng, đôi mắt so với lũ ma cà rồng cùng người sói đối diện có vẻ còn sáng hơn. Thế nào, sư phụ không có lừa cô chứ? Diệp Thiếu Dương nhìn một nàng này cũng mừng rỡ tự tại. Tuy chính mình tiến đến thì lũ tà vật cấp thấp này cũng không ngăn được, nhưng như vậy cũng mệt mỏi. Lão Quách phát minh ra loại thiết bị tuyệt vời chính là để tiết kiệm sức lực, càng để hao tổn thực lực, đối phó với đối thủ khó giải quyết còn lại. Wow, sư phụ, người yên tâm, các người có đã rủ có cặn bã, nhanh thì ta đập lập tức cho đi tìm chết. Trương Tiểu Nhị hưng phấn, cầm lòng không được, vừa bắn vừa tiến lên. Thình lình một đống người sói từ trong thi thể lao vọt tới chỗ của nàng. Diệp Thiếu Dương vội múa câu hồn tác, đem người sói đánh bật trở về, kéo Trương Tiểu Nhị lùi lại đằng sau, cảnh báo nàng đừng khoe khoang quá. Diệp Tiểu Manh không có hưng phấn đến mức như Trương Tiểu Nhị, nhưng cũng hào hứng đến mặt đỏ bừng, không ngừng nhắm chuẩn bắn ra nước tỏi. Ca ca, tà vật này vốn là bao nhiêu, sao lại cuồn cuộn không ngừng như vậy? Diệp Tiểu Manh có chút lo lắng. Cũng không có quá nhiều đâu, giết đi cho xong. Lúc này Nhuế Lễ Ngọc cũng chạy tới, tay cầm diệt hồn thương liên tục phóng ra. Đám ma cà rồng và người sói cấp thấp đầu tiên lao xuống, cứ vậy ngã vào trong mưa bom bão đạn. Những thành viên của liên minh bắt quỷ vẫn chưa phải hoạt động gì nhiều. Đi lên! Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, dẫn đầu hướng tầng 2 xông lên. Liếc mắt thấy chỗ sâu trong hành lang có mấy thân ảnh từ trong phòng lao ra, bên trên còn mấy con rơi máu cực lớn. Diệp Thiếu Dương vừa muốn tiến lên thì lão Quách giữ hắn lại. Giao nó cho chúng ta, chúng ta tạm giải tiêu diệt là được, để lên đi. Vậy các người cẩn thận. Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng Nhuế Lê Ngọc, dẫn đầu lao lên tầng 3. Nhuế Lê Ngọc theo sát đằng sau, dựa theo Diệp Thiếu Dương đi trước điều tra. Tầng 3 hẳn là nơi tập trung tà vật cao cấp, nhưng đi lên hai người phát hiện toàn bộ tầng lầu rỗng tuếch. Tại sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Nhuế Lê Ngọc. Nhuế Lê Ngọc chỉ lại đi lên tiếp. Lên đến lầu 4, hai người cẩn thận chuẩn bị ứng đối tập kích, kết quả vẫn trống không, một người cũng không có. Diệp Thiếu Dương nháy mắt ra hiệu cho Nhuế Lễ Ngọc hướng phòng của Vương Tử Lion đi đến. Cửa mở, bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm linh phù, cẩn thận đi vào là không có ai cả.
Nhưng Lãnh Ngọc cũng lướt theo, nhìn lướt qua. Không xong, chẳng may bọn chúng bỏ chạy thì có thể phiền toái đâu. Diệp Thiếu Dương cũng thập phần lo lắng, vất vả xác định xào huyệt của bọn chúng. Vạn nhất như người ta đi rồi thì lần sau muốn nắm vững hành tung của Lion cũng không còn dễ. Nhưng Lãnh Ngọc quay đầu nhìn, vừa định mở miệng thì đột nhiên phát hiện khuôn mặt của Diệp Thiếu Dương tối sầm. Không phải là khuôn mặt của hắn tối, mà là ánh sáng xảy ra biến hóa. Hai người cùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Qua khe hở của bức màn, có thể nhìn thấy mây đen bên ngoài không trung đang tấp cấp tốc tiến lên. Hai người kinh hãi, lập tức vọt xuống ở phía trước cửa sổ, kéo lên bức màn mà nhìn. Chỉ thấy là hắc khí cuồn cuộn, phảng phất như mây đen từ không trung che trời lấp đất mà cuộn xuống. Từng luồng hơi thở ẩm lạnh từ trong mây đen thẩm thấu, thổi cho Diệp Thiếu Dương cả người nổi hết cả da gà, da chó. Trong hơi thở âm lãnh lộ ra một loại lực lượng vô cùng thần bí, làm Diệp Thiếu Dương nắm lấy không chừng. Bất quá, bản chất chính là một loại tà khí. Trên sân thượng, Nhớ Lê Ngọc nói xong trực tiếp chạy vội ra. Diệp Thiếu Dương đuổi kịp, kéo tay nàng cùng nhau vọt lên. Mắt thấy cánh cửa đã ở trên rất gần, Diệp Thiếu Dương giữ chặt Nhớ Lê Ngọc, đánh ra ba tấm linh phủ, sau đó nhanh chóng vọt qua khỏi lối vào. Nhưng không có biến hóa dị thường, chứng minh bên ngoài không có người phục kích. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, lôi kéo Nhuế Lãnh Ngọc nhảy lên. Hai người lập tức ăn ý dựa lưng lại với nhau, từng người giơ lên pháp khí hướng về xung quanh, quay đầu mà nhìn lại. Toàn bộ sân thượng hoàn toàn bị hắc khí bao trùm, nhưng cũng không hoàn toàn tối đen. Mong manh ánh sáng xuyên thấu qua màn đen, khiến cảnh trước mắt nhìn qua càng như là hoàng hôn, có thể đại khái là thấy rõ hết thảy. Lion Vương Tử không đi, Cha Thân Vương cũng không đi, những tà vật ở tầng 3 đều còn, tất cả đều đang đứng ở một đầu sân thượng. Lan và Trao được một đám rơi máu nâng lên huyền phù giữa không trung. Trên người hai người không ngừng tản ra hắc khí, tiếp tục tràn ra hội tụ thành một màn đen u ám. Biểu tình của Cha Thân Vương lãnh khốc nhìn Diệp Thiếu Dương, Lan thần sắc ôn hòa, thậm chí còn mang theo cả tia mỉm cười. Các tà vật đều dựa theo cấp bậc mà phân hóa, theo trình tự đứng ở trước mặt bọn họ, biểu tình một đám đang nhìn mình. Diệp Thiếu Dương không cách nào hình dung, dù sao cảm giác đem mình giống như là con mồi. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, bất quá nhìn một đám đen nghìn nghịt, Diệp Thiếu Dương cảm giác áp lực không nhỏ. Hướng Nhớ Lên Ngọc đi một bước, dùng thân thể chặn nàng, hướng Leon mà cười nói: "Như vậy chính thức làm gì? Giống như đang bày binh bố trận đánh giặc vậy." Nhớ Lãnh Ngọc đối với thân thế này kỳ thực cũng không có xa lạ. Ma cà rồng châu Âu dù sao cũng là từ thời Trung Cổ đến bây giờ, lấy dương xanh quý tộc, ở trong văn hóa của bọn họ có giữ lại rất nhiều truyền thống trong quá khứ. Ví dụ đơn giản như là nhân số, chỉ cần đủ nhiều thì lúc đối phó với địch, bọn họ nhất định bày ra loại trận thế hình vuông. Đây là truyền thống của kỵ sĩ đoàn trong quá khứ. Phàm là chiến đấu đều phải dọn xong trận thế, hai bên cùng xung phong liều chết, nhìn qua thật cứng ngắc, trên thực tế cũng ngầm có binh pháp huyền cơ. Các tà vật như ma cà rồng, người sói, rơi máu, do đặc điểm không giống nhau, khi cùng nhau xung phong liều chết có thể phối hợp, nháy mắt dùng lực lượng đánh trận thế của đối phương, khiến cho đối phương bị tan rã. Theo như nàng hiểu biết, gia tộc ma cà rồng mỗi lần cùng giáo hội tác chiến đều là chơi loại hình trận thế này để xung phong liều chết. Một khi thành công sẽ đem vô sư của giáo hội tách ra, mất đi chiếu cố, trên cơ bản đều thắng lợi một nửa. Bất quá hai người trước mặt mình còn bày ra loại trận thế này, Nhớ Lê Ngọc suy đoán có thể là xuất phát từ thói quen lâu dài, hoặc quan trọng hơn chính là muốn xây dựng một cảm giác kinh sợ. Lan Vương Tử từ xa nhìn Diệp Thiếu Dương dùng Hán ngữ nói: "Có phải là ngoài ý muốn của người hay không? Ta không chạy trốn." Diệp Thiếu Dương nói: "Bình thường thôi, cho nên người đã chuẩn bị tốt để quyết đấu chưa?" Lan Phương Tử gật đầu: "Ta sẽ cho người hiểu ta vì cái gì mà chiến đấu." Vì cái gì mà chiến đấu? Diệp Thiếu Dương không biết vì sao hắn lại nói như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều. "Vậy còn chờ cái mẹ gì?" Cha Thân Vương lạnh lùng: "Chỉ có các người sao?" Diệp Thiếu Dương cười đáp: "Không phải nhiều người thì nhất định sẽ thắng đâu." Nói xong giơ lên Thất Tinh Long Tuyển Kiếm mà vọt tới.
chương 1928, chân tướng kinh người phần 1. Cử động này làm cho Lion và Chao đều cảm giác buồn bực, không rõ hắn lấy dũng khí từ đâu, đi làm chuyện rõ ràng là chịu chết. Tiến lên, về vinh quang gia tộc Macaron. Chao Thân Vương hạ lệnh công kích, trong lúc nhất thời, các tà vật đồng thời tiến lên, đông nghìn nghịt giống như thủy triều đang tràn tới. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong đai lưng ra âm dương kính, một bàn tay trên mặt kính ấn, vẽ hai nét hoành, lớn tiếng kêu: "Hiện thân!" Trên mặt kính phát ra một đạo thanh quang, một bóng người bay ra cầm trong tay trường kiếm phi vào trong đám tà vật. Tiếp theo là bóng người thứ hai, thứ ba, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, Tuyết Kỳ, Lý Lâm Lâm, Phượng Hề, Xài Đầu. Mấy bóng người một khi bay ra thì lập tức chui vào trong trận địa quân địch, không có bất luận trì hoãn mà trực tiếp xung phong liều chết. Tuy đám tà vật này rất nhiều, nhưng lực chú ý hoàn toàn đặt ở trên người Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc, căn bản không đoán được đột nhiên xuất hiện nhiều đối thủ lợi hại như vậy, trận pháp đại loạn, liên tiếp bại lội. Đây là nguyên nhân khiến Diệp Thiếu Dương có gan trực tiếp đối thủ. Át chủ bài của hắn tại thời khắc quyết đấu cũng không hề giữ lại. Diệp Thiếu Dương thở dài hướng Nhuế Lãnh Ngọc: "Nam Cung Ảnh khi nào thì tới?" "Ta làm biết, dù sao Ngọc Châu cũng đã bóp nát. Tốt nhất đừng có lừa ta, bằng không ta giết tận đến vô lượng giới tìm hắn đâu." Diệp Thiếu Dương cầm trong tay Thất Tinh Long Tuyển kiếm hướng Lion kêu lên: "Ngày hôm qua nguyên thần xuất khiếu, không thể đánh nhau với ngươi. Hôm nay tới đánh một trận đây." Lion và Chao đều đứng không nhúc nhích, từng người nâng tay, động tác nhất trí, nhìn qua dáng vẻ như đang dùng chiêu thức mở đầu giản dị của Thái Cực Quyền. Bất quá lòng bàn tay hướng ra bên ngoài, Diệp Thiếu Dương thấy trong lòng bốn bàn tay này đều có một đoàn lốc xoáy màu đen dao động, càng lúc càng lớn, đến khi mở rộng đến hết lòng bàn tay, chất chứa không nổi, màu đen lốc xoáy từ lòng bàn tay rời đi hội tụ, lớn bằng quả bóng rổ. Từ đám lốc xoáy đen này không ngừng có ánh sáng màu đen phát ra, nháy mắt rơi xuống xoay vòng quanh Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc. Hai người kinh hãi, chém ra một kiếm, những tia sáng màu đen có vẻ dễ dàng tan ra, nhưng ngay lập tức, lỗ hổng rất nhanh bị đoàn khí đen lấp kín, gia tốc xoáy tròn. Từng luồng năng lượng khủng bố hướng Diệp Thiếu Dương đè ép, dần dần hình thành một đạo kết giới vô cùng cường đại. Không ổn, Diệp Thiếu Dương vội vàng làm phép, đem mấy chương linh phủ dán ở Thất Tinh Long Tuyển kiếm, cắt ngón giữa đè lại ở chuôi kiếm, trong miệng niệm chú ngữ, sau đó bổ ra một kiếm. Một kiếm này, Diệp Thiếu Dương dùng 10 thành lực đạo, lại có linh phủ bổ sung, bổ ra kết giới vỡ làm đôi, linh phủ bốc cháy, cùng linh lực của Thất Tinh Long Tuyển kiếm hợp lực ngăn cản lực lượng của đoàn khí đen đang xoay tròn. Diệp Thiếu Dương một tay đem Nhuế Lãnh Ngọc đẩy ra, lúc này mấy tấm linh phủ đã dập tắt, Thất Tinh Long Tuyển kiếm run rẩy, cơ hồ muốn bay lên. Diệp Thiếu Dương biết mình không ra được khỏi kết giới, đành phải thu lại Thất Tinh Long Tuyển kiếm, dùng sức cắm ở khe hở trên sàn nhà, lăng không đánh ra hai tấm ám kim thần phù, làm chậm lại tốc độ buộc chặt của kết giới, chính mình tranh thủ một chút thời gian. Tiếp theo nhanh lấy ra đồng tiền đúc mẫu lớn, đặt vòng quanh kiếm phong, cắn chót lưỡi phun một đống máu. Nhất khí hóa tam thanh, vô cực trong biển sinh, chân không lấm bùn, lân lân hạo khí, tử vi đại đế cấp cấp như luật lệnh. Một bàn tay bắt quyết đập một cái trên mặt đất, bốn đồng đúc mẫu, một lớn ba nhỏ đột nhiên bị đánh bay. Ba đồng đúc mẫu sinh ra linh quang màu tím, bay trên chuôi kiếm, hóa thành ba đóa hoa sen màu tím không ngừng xoay tròn. Đồng đúc mẫu lớn cũng phát ra kim quang, dung nhập vào bên trong ba đóa hoa sen. Sau khi tam hoa tụ đỉnh được hình thành, không ngừng hướng ra bên ngoài phóng ra linh khí. Trước mặt nước gợn sóng, một vòng tròn lan tỏa, ngăn cản xu thế của đoàn khí đen đang xoáy buộc chặt lại vòng quanh Diệp Thiếu Dương. Thực tế, Diệp Thiếu Dương cũng không biết thi triển ra tam hoa tụ đỉnh thực. Chiêu thức này kỳ thật là chỉ dùng pháp khí phối hợp với chú ngữ bắt chước ra tam hoa tụ đỉnh, được đạo gia xưng là tiểu tam hoa, có thể không ngừng phóng thích linh lực để chống cự tà khí xâm lấn. Tiểu tam hoa thành hình, hai tấm linh phủ cũng hết linh lực. May mắn tam hoa tản mát linh lực, từng đợt đánh tới đoàn khí đen đang tạo thành kết giới. Trong lúc nhất thời, chặn đứng được xu thế kết giới co rút.
cũng có vài phần thực lực đó. Chào Thân Vương khóe miệng lộ ra cười lạnh, biểu tình căng thẳng, trên người áo choàng bay phần phật, đôi tay không ngừng phun ra nhiều hắc khí đẩy mạnh tốc độ xoay tròn của kết giới. La Ẩn Vương Tử cũng tăng mạnh thế công. Một Ma Cà Rồng Vương giả, một Thân Vương, hai người cùng phát lực, dù là Tam Hoa Tổ Đỉnh cũng có chút không chịu nổi, lập tức lung lay muốn đổ. Bất quá lúc này, Nhuế Lê Ngọc đã khôi phục tinh thần, rút ra Tùng Văn Cổ Đỉnh kiếm đâm tới chỗ Chào Thân Vương. Tiểu Thanh Tiểu Bạch cũng từ trong một đám Ma Cà Rồng xông ra, cầm trong tay Phong Kiếm và Minh Nguyệt Kiếm, ba thanh kiếm cùng nhau vây công Chào Thân Vương. Thực lực của ba người đều không yếu, phối hợp vây công khiến cho Chào Thân Vương không thể không buông tay, làm gián đoạn luồng khí đen. Đôi tay trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, không ngừng có máu nhỏ xuống. Sau đó trong tay hội tụ thành một cây huyết kiếm, nhấc lên cùng ba người đánh nhau. Chỉ còn lại một mình La Hàn Vương Tử thi pháp. Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm giác được áp lực giảm. Tuy rằng hoàn toàn bị áp chế, nhưng cuối cùng nhìn lại, nhìn Lion chầm chầm. Lion cũng thả lỏng khống chế đối với kết giới, mặc kệ những thủ hạ, nhìn chầm chầm Diệp Thiếu Dương có một cảm giác hết sức thong dong, không vội, không chậm. Hắn cảm giác là lạ, tựa hồ như Diệp Thiếu Dương đang đợi cái gì, chờ đợi cái gì đây. Dưới sức phun của bình thuốc không ngừng hoạt động, toàn bộ tà vật của tầng 2 cơ hồ bị giết sạch. Diệp Tiểu Manh và Trương Tiểu Nhị hô to sung sướng, mắt thấy phát minh của chính mình lại một lần nữa được đại thắng lợi, lão Quách trong lòng cũng có thành tựu. Lão thấy tà vật còn lại không nhiều, vội vàng chặn trước mặt, sau đó bảo Thất Vĩ Ngô Công hiện ra chân thân, đến trước thi thể của tà vật, đem huyết nhục nhốt vào bụng, luyện hóa nguyên thần. Đầu bẹp từ khi độ kiếp được lão Quách dạy dỗ cẩn thận, tu vi ngày càng tăng. Chân thân so với phía trước to hơn rất nhiều, giống như một con mãng xà khổng lồ vọt vào trong đám tà vật mà diệt sát. Diệp Tiểu Manh, Trương Tiểu Nhị nhìn một màn này, tuy biết là người một nhà, nhưng trong lòng vẫn hãi hùng. Gia hỏa này nhìn qua ngốc nghếch mà lại to như vậy. Trương Tiểu Nhị lầm bầm. Ngốc nghếch à? Đừng có nói bừa. Cái đầu của nó tuy lớn, nhưng mà nhân thủ phi thường tốt. Từ đầu này lao đến đầu kia, vài giây đều không cần đến. Lão Quách sốt ruột vội giải thích. Lúc này Tạ Vũ Tình từ tầng 1 đi lên, dò hỏi bọn họ tiến hành như thế nào. Lâm Tam Sinh, Tứ Bảo và Qua Qua vẫn ở bên ngoài chém lũ rơi máu hoặc tà vật khác bay ra, lúc này cũng kết thúc công việc, cùng nhau tiến vào. Chương 1929, Chân Tướng Kinh Người phần 2. Mọi người tập hợp ở đầu cầu thang lên tầng 2, đơn giản thương lượng một chút. Cũng không biết Diệp Thiếu Dương như thế nào, muốn đi lên giúp hắn. Bởi vì mây đen che kín cả một vùng, ánh sáng mỏng manh. Tạ Vũ Tình lấy đèn pin chiếu lên, cũng không phải là tìm đường, mà là để đề phòng tạ và tà vật từ chỗ nào đột nhiên tập kích. Mây đen không biết từ đâu tới, có tác dụng gì? Trương Tiểu Nhị nhìn bên ngoài cửa sổ, tò mò hỏi. Khẳng định là tà khí, đang làm gì cũng không biết được. Tứ Bảo nhìn thoáng qua mây đen mà nói. Trương Tiểu Nhị còn định nói gì, Tạ Vũ Tình đi trước đột nhiên đứng lại. Nàng dùng đèn pin chiếu một vật gì trên trần nhà, đứng bất động nửa ngày. Mọi người ban đầu tưởng là tà vật, dí sát vào xem thì không phải, mà là đấy mấy đồ vật có cái hình cây thật dài được dán cố định ở trên tường, bên trên nối với cái gì đó giống như là dây điện. Bởi vì đây là chỗ cao nhất, lại là nóc trần nhà, cho nên lúc trước căn bản là không ai chú ý tồn tại này. Đây là cái gì? Trương Tiểu Nhị tò mò hỏi. Lúc này ở trên sân thượng, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ cùng các loài tà vật từ Tây Phương tiến hành một hồi chém giết điên cuồng. Tuy thân thể thực lực xa cách, nhưng đối thủ quá nhiều. Bắt Liên Minh Bắt Quỷ nhất thời cũng giết không xong, lâm vào trong khổ chiến. Nhớ Lên Ngọc, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch vây Trao Thân Vương, bốn người đánh ra chân hỏa, sát chiêu xuất hiện nhiều lần. Trong nhúc lớp nhất thời cũng khó mà phân cao thấp. Nếu như từ xa mà quan sát, có thể thấy toàn bộ sân thượng đang tiến hành một hồi điên cuồng chém giết. Tất cả điểm đen đang di động, chỉ có hai điểm đen đứng ở giữa không nhúc nhích, chính là Lion và Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, người không biết vì sao ta chiến đấu
Ta vốn không muốn giết người, nhưng ngươi khinh người quá đáng. Bằng hữu của ngươi còn giết chết sủng vật của ta, ta rất đau khổ. Cho nên đối với các bằng hữu của ngươi, ta quyết định đánh trả. Diệp Thiếu Dương trong lòng hồi hộp, không biết hắn nói như vậy là ý gì, lo lắng. Ngươi muốn làm gì? Khiến ngươi trả giá vì hành vi ngu xuẩn của mình. Lan búng tay, ma cà rồng ở đằng sau lập tức vọt tới bên cạnh, từ túi áo tây trang móc ra một đồ vật. Diệp Thiếu Dương nhìn vào giống như cái điều khiển từ xa. Lan không quay đầu, trên tay làm động tác ấn xuống. Ma cà rồng hướng Diệp Thiếu Dương nở ra một nụ cười tàn nhẫn, sau đó ấn một cái điều khiển từ xa. Một giây tiếp theo, Diệp Thiếu Dương cảm thấy mặt đất dưới chân chấn động, một tiếng cơ hồ như phá tan màng nhĩ. Trong đầu Diệp Thiếu Dương trống rỗng, ý thức mơ hồ chỉ còn nghĩ lại hai chữ là thuốc nổ. Tiếng nổ vang lên, trong vòng nửa phút, tiếng nổ mạnh không ngừng. Tuy rằng không có tính chấn nhiếp như tiếng nổ thứ nhất, nhưng toàn bộ đại lâu như muốn sụp xuống. Giữa sân thượng vỡ ra, dần dần nghiêng sang hai bên, không ít tà vật rơi xuống. Thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ cũng có mấy người trượt xuống, nhưng dù sao, họ cũng không phải là quỷ thì cũng là yêu, rất nhanh lại bò lên. Diệp Thiếu Dương theo tiếng nổ mạnh, ngã xuống đất, loại từ lỗ tai bị chấn động đến mức nổ vang. Trong lúc nhất thời không nghe thấy âm thanh gì, cũng không có vấn đề gì. Thuốc nổ, là thuốc nổ. Diệp Thiếu Dương trong đầu chỉ còn là ý niệm. Trong giây lát khôi phục tinh thần, nhảy dựng lên như phát điên, tìm kiếm lối đi xuống dưới. Nổ mạnh tựa hồ phát sinh từ tầng thấp, đối với sân thượng cũng không ảnh hưởng. Chỉ là từ dưới bốc lên một mùi hỏa dược, hỗn hợp bụi mù, khiến người ta không mở được cả mắt. Diệp Thiếu Dương đôi mắt đẫm lệ, trong một khoảng bụi mù giống như là người mù đang luống cuống tìm lối. Ở tầng dưới, Lão Quách và Trương Tiểu Nhị, Diệp Tiểu Manh, không biết là còn có ai, nhưng bất luận một người cũng không thể xảy ra chuyện. Nhìn Diệp Thiếu Dương đang điên cuồng, Lion bay ở giữa không trung phát ra một chuỗi tiếng cười. Lúc trước theo tiếng nổ mạnh phát sinh thì xung quanh khí tràng nháy mắt thay đổi, quấy nhiễu hắn tắc pháp. Vì vậy kết giới vây khốn Diệp Thiếu Dương cũng bị phá. Bất quá chuyện này cũng không có liên quan. Lion nâng lên một bàn tay máu vung về phía Diệp Thiếu Dương lôi lại. Hiện tại Diệp Thiếu Dương trong lòng rối loạn giống như kiến bò trên chảo dầu, căn bản không nhận thấy nguy hiểm đang đến gần. Tuy rất muốn cùng ngươi nghiêm túc đánh một trận, nhưng hiện tại thì phải đến phiên ngươi rồi. Lần mở năm đầu ngón tay nắm lên một đoàn huyết quang, cơ hồ cắm ở vị trí giữa lưng Diệp Thiếu Dương. Nhưng đúng lúc đó, một giọt nước hình dạng máu loãng khổng lồ từ đằng xa bay tới, chắn trước ngón tay của hắn. Giọt máu này cực lớn, bị ngón tay chọc trúng vỡ thành một mảng huyết vụ, lại mềm mại giống như kẹo bông. Ở giữa có một phần năng lượng thần bí nâng tay của Lion. Có cường giả. Lion trong lòng vừa động, bỏ dở công kích đối với Diệp Thiếu Dương, quay đầu nhìn là một bóng người đang lướt giữa không trung chậm rãi đi tới. Một người mặc trường bào cẩm tú, độ hơn 20 tuổi, sắc mặt như ngọc, khóe môi treo một nụ cười nhạt mỉm, vẫn luôn đi đến chỗ đối diện với Lion, độ hơn 10 mét thì dừng lại, từ trên xuống dưới đánh giá Lion Vương Tử. Người chính là Ma Cà Rồng Vương Tử. Lan nhìn hắn chăm chú, từ trên người hắn cảm nhận được khí thức không tầm thường, trực tiếp phán đoán tuyệt đối là một cường giả. Vì sao mỗi lần Diệp Thiếu Dương gặp nạn đều là có người tới cứu? Lan nhớ tới chuyện hôm qua, nhịn không được nói. Sai rồi, ta đã sớm tới chỉ là quan sát. Ta thích quan chiến trước, sau đó mới tham dự vào. Lan nhíu mày. Người nếu như đến sớm, vì sao không giúp Diệp Thiếu Dương cứu những bằng hữu của hắn? Bởi vì bọn họ đâu phải bằng hữu của ta, họ chết sống không có quan hệ gì với ta cả. Cẩm Tú nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là có người nói cho ta, nơi đây có một vị vương tử, thực lực không tồi, ta liền nghĩ đến gặp một lần xem. Lan nhìn chằm chằm đôi mắt của hắn không lên tiếng. Ta là Nam Cung Ảnh, vương tử đời thứ 13 của Atula Vương. Ta cũng là một vị vương tử. Vương tử, đối phó vương tử.
Lan lặng lẽ gật đầu. Đến đây đi. Nam Cung Ảnh lúc trước nhìn đánh nhau nửa ngày đã sớm chịu không nổi, lập tức cũng không có vô nghĩa, ngón tay như ngọc từ dưới áo vươn ra, ở không trung đong đưa, vô số huyết tích từ từ giữa tay của hắn không ngừng bay lượn về phía Lan. Lan không biết Atula có ý gì, đồng thời cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phương thức công kích kỳ quái như vậy. Bất quá cũng như nhau, bất luận trong quá trình đấu pháp, chủ yếu so đấu đều là tu vi, thực lực. Lập tức cũng mở ra đôi tay, phóng xuất ra vô số đạo khí màu đen, hình thành một đám. Hết tập 265. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.